Thứ bảy sau Chủ nhật thứ 34 thường niên, ngày 28 tháng 11 năm 2020. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ bảy cuối cùng của năm Phụng vụ 2020. Ngày mai là chúng ta bước sang năm mới của Phụng vụ Giáo hội Công giáo và bắt đầu năm mới đó là Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Ngày mai là Chủ nhật 29 tháng 11 năm 2020. Hôm nay giống như là ngày tất niên. Cuối năm ngồi tính lại sổ đời, hơn 300 ngày qua đã qua mất rồi. Chúng ta nhìn lại, nhất là các bạn trẻ, mỗi ngày thứ bảy, chúng tôi đặc biệt là cầu nguyện cho các bạn trẻ. Và theo hướng dẫn của Hội đồng Giám mục Việt Nam, chúng ta có 3 năm liền là dành mục vụ cho giới trẻ với nhiều chủ đề khác nhau. Vì thế mà mỗi ngày thứ bảy, chúng tôi hướng đến các bạn trẻ, cầu nguyện cho các bạn được đón nhận lòng thương xót của Chúa, cầu nguyện cho các bạn mở lòng ra. Các bạn là những người đang khao khát có được tình yêu trong cuộc đời này. Các bạn là những người đang yêu một cách say đắm, hoặc các bạn là những người mà đã kinh nghiệm về tình yêu như thế nào. Thì xin cho các bạn cảm nhận được tình yêu của Giê-xu, lòng thương xót nó còn lớn hơn, sâu hơn, mạnh hơn, đậm hơn và bền vững hơn tình yêu giữa các bạn với nhau, một người nam và một người nữ. Trong ngày thứ bảy hôm nay, cuối năm, các bạn nhìn lại đi, một năm vừa qua, các bạn đã được Chúa yêu thương như thế nào? Trải qua những biến cố chấn động trên thế giới, đó là đại dịch virus corona. Các bạn còn sống, còn thở, còn khỏe, có công ăn việc làm và còn được bên nhau để nghe lời của Chúa, còn được Chúa tin tưởng trao ban cho các bạn sứ vụ là loan truyền lòng Chúa thương xót. Các bạn phải thấy rằng đó là cái ân huệ rất lớn. Và chúng ta cũng nhìn lại một năm vừa qua để mình xin lỗi Chúa vì tuổi trẻ này, sức lực này, trí tuệ này và khả năng này mà con đã đem chôn vùi nó đi. 5 nén vàng, 10 nén vàng Chúa trao ban để sinh lời, con đã chôn vùi nó đi, chôn vùi trong những cuộc nhậu nhẹt say sưa, chôn vùi trong những cuộc ăn chơi trác táng, chôn vùi trong những nghiện ngập cờ bạc rượu chè, sắc dục rồi mê game, mê cá độ, mê bóng đá, đủ thứ hết. Nhất là dính vào xì ke ma túy. Khả năng ấy, bạn đã làm gì để sinh lợi? Khả năng ấy, bạn đã làm gì để lòng thương xót Chúa được nhiều người biết đến hơn? Tạ ơn Chúa, vì nhiều bạn trẻ đã đón nhận mỗi ngày những món ăn tinh thần,
Lời Chúa tiếng Anh tiếng Việt, chuyện đạo chuyện đời các thánh, sống đúng sống đẹp với kỹ năng sống lòng thương xót Chúa. Rồi ngày Chủ nhật có trang thơ dành cho bạn trẻ và những thắc mắc biết hỏi ai cũng đa số là của các bạn trẻ. Các bạn đã và đang làm công việc là tạo thành những nhóm, rồi các bạn đón nhận những món ăn tinh thần đó, các bạn gửi đi qua phương tiện truyền thông Zalo, Viber hoặc là Facebook hoặc là trang web hoặc là bất cứ phương tiện nào, Yahoo Messenger chẳng hạn. Các bạn gửi đi những món ăn tinh thần đó, các bạn làm cho việc loan truyền lòng thương xót Chúa càng ngày càng lớn rộng, càng ngày càng bao trùm không những ở Việt Nam mà các nước khác, nhiều nước khác trên thế giới nữa. Không những là những người Công giáo mình mà các bạn còn giới thiệu cho những người tôn giáo bạn, những người không có đạo, những người không tin hoặc những người chưa biết đến lòng Chúa thương xót. Các bạn làm công việc đó là các bạn đang đầu cơ, không phải đầu cơ tích chữ để mà lợi dụng để mà sinh lời, nhưng mà các bạn đang đầu tư nước trời, đầu tư cái phần vốn ấy vào nước trời để nó sinh lời vô vàn vô số. Vì Chúa nói rằng là những người đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ, che chở họ, chăm sóc họ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Ta chỉ mong ước giờ ra đi của mình được bình an, vì không biết sống chết lúc nào, bất cứ lúc nào Chúa đến ta cũng bình an. Này con đây, đầy tớ trung tín, ngay thẳng, đã làm những việc nhỏ một cách trung tín thì sẽ giao cho những việc lớn. Hãy vào hưởng sự vui mừng với chủ người. Chúa trao cho các bạn công việc là đi loan truyền lòng thương xót Chúa, trao cho các bạn cái điện thoại, trao cho các bạn cái máy vi tính, trao cho các bạn những cái phương tiện truyền thông để các bạn sinh lời cho Chúa, có nghĩa là nhiều linh hồn nhận biết được lòng thương xót Chúa. Vì Chúa nói ta mong ước rằng ngày ta đến lần thứ hai, ngày tận thế, ngày khánh chung, thì mọi người trên hành tinh này, trên trái đất này đều được nghe nói về lòng thương xót Chúa. Còn họ tin hay không tin, trách nhiệm của họ. Nhưng nếu có những ai chưa được biết về lòng thương xót Chúa thì các bạn, tôi cũng như các bạn sẽ phải trả lễ trước mặt Chúa đã làm như thế nào, đã đón nhận những ân phúc lòng thương xót Chúa, những nén vàng, và có sinh lợi được không, sinh lợi như thế nào, trả lời. Cho nên ngày hôm nay, ngày thứ bảy cuối năm, nhìn lại, mình tính sổ với Chúa. Mọi cái được ghi trong cuốn sách Trường Sinh, mình phải trả lẽ về mọi việc làm, lời nói, tư tưởng và những điều thiếu sót của mình. Thưa các bạn, những người trẻ, tương lai của giáo hội, của cả thế giới, Chúa đang trao vào tay các bạn sứ mạng như là trao cho Faustina ngày xưa. Sứ mạng đi loan truyền lòng Chúa thương xót, làm chứng cho lòng Chúa thương xót, sống thực hành lòng Chúa thương xót. Các bạn hãy mạnh dạn ra đi làm công việc đó, nhất là trong hoàn cảnh mà vẫn còn bị cách ly, vẫn còn bị virus corona đe dọa, người ta vẫn chưa thể đến nhà thờ thoải mái, tự do như trước. Nhiều nhà thờ đang đóng cửa và người ta vẫn đang phải ở trong nhà. Với những phương tiện truyền thông ấy ở trong nhà mà được đón nhận những món quà tinh thần lòng thương xót Chúa thì còn gì bằng, thưa các bạn. Mời các bạn lắng nghe lời Chúa ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ 34 thường niên, sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ, bài đọc 1 năm chẵn, chương 22 câu 1 đến câu 7. Tôi là Gioan, bấy giờ một thiên thần chỉ cho tôi thấy một con sông có nước trường sinh, sáng chói như pha lê, chảy ra từ ngai của Thiên Chúa và của con chiên. Ở giữa quảng trường của thành, giữa hai nhánh sông, có cây sự sống sinh trái 12 lần, mỗi tháng một lần. Lá cây dùng làm thuốc chữa lành các dân ngoại. Sẽ không còn lời nguyền rủa nào nữa. Ngai của Thiên Chúa và của con chiên sẽ đặt trong thành, và các tôi tớ người sẽ thờ phượng người. Họ sẽ được nhìn thấy tôn nhan người và thánh danh người ghi trên trán họ. Sẽ không còn đêm tối nữa. Họ không cần đèn đuốc hay ánh sáng mặt trời. Vì Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ,
và họ sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời. Thiên thần nói với tôi, đây là những lời đáng tin cậy và chân thật, và Đức Chúa là Thiên Chúa ban thần khí linh hứng cho các ngôn sứ đã sai thiên thần của người đến tỏ cho các tôi tớ người biết những việc sắp phải xảy đến. Đây chẳng bao lâu nữa ta sẽ đến. Phúc thay kẻ tuân giữ các sấm ngôn trong sách này. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lập lại câu đáp. Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến. Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô người là núi đá độ trì ta. Vào trước thanh nhan dâng lời cam ta, cùng tung hô theo điệu hát cung đàn. Bởi Đức Chúa là Chúa trời cao ca, là đại vương trối vượt chư thần, nắm trong tay bao vực sâu lòng đất, giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao. Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa, lục địa do tay người nhào nan cũng thuộc về Người. Hãy vào đây ta cúi mình phú phục, quỳ trước tôn nhan Chúa là đấng dựng nên ta. Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta là dân Người lãnh đạo, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt. Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến. Hallelujah, hallelujah. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đứng vững trước mặt con Người. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 21 câu 34 đến câu 36. Luca 21, 34 đến 36. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng, anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em. Vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con Người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày thứ bảy chúng ta cầu nguyện cho các bạn trẻ, và lời cầu nguyện ấy chúng ta nhờ mẹ đến với Chúa. Thứ bảy ta nhớ đến mẹ Maria, mẹ của lòng thương xót. Đó là tước hiệu mà Đức Giáo Hoàng Francisco mới thêm vào trong kinh cầu Đức Bà trong năm nay. Đức Maria, mẹ của lòng thương xót. Hôm nay mời các bạn nhìn vào tấm gương của mẹ Maria mà Đức Thánh Cha Francisco lúc 9 giờ 15 sáng thứ Tư ngày 18 tháng 11 năm 2020 tiếp kiến dưới dạng trực tuyến vì mức độ lây lan tại Italia tiếp tục gia tăng cường độ. Trong vòng 24 giờ trước đó, có thêm hơn 32.000 ca lây nhiễm. Chỉ trong vòng 24 tiếng mà ở Italy có 32.000 ca lây nhiễm. Vì vậy mà lệnh giới nghiêm của chính phủ kéo dài đến ngày 3 tháng 12 năm 2020. Hiện diện tại thư viện ở Dinh Tông Tòa thì chỉ có 2 giám chức phụ giúp Đức Thánh Cha và 8 linh mục thông dịch viên. Buổi tiếp kiến mở đầu với bài đọc ngắn bằng 8 thứ tiếng, trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 2, câu 39 đến câu 40 và câu 51, kể lại Thánh Giuse và mẹ Maria sau khi dâng hài nhi Giêsu tại đền thánh và trở về Nazareth. Hài nhi lớn lên và vững mạnh, đầy khôn ngoan và ân sủng của Thiên Chúa ở trên Người. Về phần Đức Mẹ, Người ân cần giữ tất cả những điều ấy trong tâm hồn. Từ bài đọc trên, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về việc cầu nguyện. Và bài thứ 15, Ngài trình bày trong buổi tiếp kiến hôm nay có đề tài là Đức Trinh Nữ Maria, Người Phụ Nữ Cầu Nguyện. Mà đoạn kết trong bài tin mừng hôm nay theo Thánh Luca, câu chương 21 câu 36, anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Cho nên mời các bạn nghe
chia sẻ của Đức Thánh Cha về Đức Trinh Nữ Maria, người phụ nữ cầu nguyện, để áp dụng cho lời Chúa ngày hôm nay, Chúa mời gọi các bạn, chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi những điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: trong hành trình giáo lý của chúng ta về việc cầu nguyện, hôm nay chúng ta gặp Đức Trinh Nữ Maria như một phụ nữ cầu nguyện. Khi thế giới chưa biết Đức Maria, khi người chỉ là một thiếu nữ được đính hôn với một người nam thuộc dòng tộc David, Maria đã cầu nguyện. Chúng ta có thể hình dung một thiếu nữ thành Nazareth mặc niệm trong thinh lặng, trong cuộc đối thoại liên tục với Thiên Chúa, đứng sắp ủy thác cho Đức Maria sứ mạng của người. Maria đã đầy ơn phúc và vô nhiễm nguyên tội ngay từ lúc mới được hoài thai, nhưng chưa biết gì về ơn gọi lạ lùng và ngoại thường và biến động mà người sẽ phải trải qua. Một điều chắc chắn là Maria thuộc vào hàng ngũ đông đảo những người có tâm hồn khiêm cung mà các sử gia chính thức không ghi vào trong sách của họ, nhưng qua họ Thiên Chúa đã chuẩn bị cho sự giáng lâm của con Ngài. Đức Maria không điều khiển cuộc sống của mình một cách tự quyền. Đức Maria để cho Thiên Chúa hướng dẫn cuộc sống của mình, chứ không phải tự mình điều khiển cuộc sống của mình theo ý riêng của mình. Đức Maria chờ đợi Thiên Chúa dẫn dắt hành trình của người và hướng dẫn tới nơi mà Chúa muốn. Đức Maria ngoan ngoãn và với thái độ sẵn sàng như thế, Ngài chuẩn bị trước những biến cố lớn có liên hệ tới Thiên Chúa ở trong trần thế này. Sách giáo lý nhắc nhở chúng ta sự hiện diện liên lỉ và ân cần của Đức Maria trong kế hoạch từ ái của Chúa Cha và dọc theo cuộc sống của Chúa Giêsu. Ta nhìn về biến cố truyền tin, Đức Maria đang cầu nguyện thì tổng lãnh thiên thần Gabriel đến để loan tin cho người ở Nazareth. Trước lời thưa của Đức Maria: này con đây, bé nhỏ và bao la, trong lúc ấy đã làm cho toàn thể thụ tạo nhảy mừng. Trong lịch sử cứu độ đã có bao nhiêu lời thưa này con đây, bao nhiêu sự vâng phục tín thác, bao nhiêu thái độ sẵn sàng đối với thánh ý Thiên Chúa. Không có cách nào tốt đẹp hơn để cầu nguyện cho bằng đặt mình như Đức Maria trong thái độ cởi mở. Lạy Chúa, điều mà Chúa muốn, khi Chúa muốn và như Chúa muốn. Đó, các bạn cầu nguyện như vậy. Các bạn thường cầu nguyện ngược lại: lạy Chúa, điều mà con muốn, khi con muốn và như con muốn, Chúa hãy làm theo đi. Ta bắt Chúa phải đáp tiếng xin vâng theo ý con, thay vì ta thưa xin vâng theo ý Cha. Như Đức Maria, các bạn nhớ, hãy đứng vững và cầu nguyện luôn để có thể thoát khỏi điều sắp đến và đứng vững trước mặt con người. Đứng vững và cầu nguyện luôn để lòng khỏi ra nặng nề vì chèn chén say sưa và lo lắng sự đời. Các bạn trẻ ngày hôm nay, chè chén say sưa dường như là chuyện rất thường, nhất là ở Việt Nam. Chỗ nào cũng nhậu, lúc nào cũng nhậu, buồn cũng nói nhậu cho nó đỡ buồn, vui thì bảo vui phải nhậu cho nó vui thêm, rồi không buồn không vui cũng phải nhậu để cho nó hoặc là vui hoặc là buồn. Thưa anh chị em, lúc nào cũng nhậu. Và là không, tôi đến gặp một anh bạn, anh nói chào uống mà không, tôi không có uống, không bao giờ tôi đụng tới rượu bia. Và như anh em thiện nguyện đi với tôi công tác bác ái, tuyệt đối không được phép đụng một giọt rượu, một giọt bia nào, cho dù đến đó các cha
hay là chính quyền, hay là các sư, hay là những người nhà hiếu khách có mời, tôi nói tuyệt đối không. Và không có cao lương mỹ vị, không có cỗ bàn gì hết. Đi công tác là mình phải hy sinh hãm mình thì nó mới có ý nghĩa và có giá trị. Cho nên tuyệt đối mấy em nó bảo thèm lắm nhưng mà không là không. Đừng chè chén say sưa. Chè chén say sưa làm ăn được cái gì thưa anh chị em? Có người bảo vậy nó mới có chứng tỏ đẳng cấp. À, thì muốn chứng tỏ đẳng cấp thì cứ chứng tỏ đẳng cấp của ăn uống say sưa nhậu nhẹt, ăn chơi trác táng thì cái đó tôi không ham đẳng cấp đó. Còn ai muốn hơn tôi cứ cho hơn. Còn tôi xin rút khỏi cái đẳng cấp đó. Muốn cười, muốn chê tôi chịu. Có người bảo chắc làm vậy nó không có nói chuyện được với họ. Có người bảo chúng con muốn ký hợp đồng mà không biết uống là nó không ký. Nó bảo không uống là không chơi được, không ký. Tôi bảo chả lẽ tất cả mọi người thành công trên thế gian này, tất cả những nhà kinh doanh này đều phải là những người chè chén say sưa hay sao? Có lẽ ở Việt Nam đôi khi hình thành một cái nếp quen là phải ký những cái hợp đồng, người ta đến văn phòng làm việc đàng hoàng, chính thức. Sau đó rồi thì có đi ra ngoài ăn uống gì tí xíu để gọi là giao hữu thì được, giao lưu thì được. Chứ có lý nào đâu mà văn phòng thì không chịu làm việc mà cứ đem những cái hợp đồng béo bở vào trong bàn nhậu để mà ký là sao? Lúc đó còn tỉnh táo không mà ký, bút xa gà chết. Cho nên có nhiều người ngày hôm nay ra tòa rồi đấy, cả ngàn tỷ ra tòa vì cái tội chè chén say sưa. Rồi cứ cả nhắm mắt vào, thấy tiền là sáng mắt lên rồi, hợp đồng cứ vừa để mà ký. Chẳng có coi trước, chẳng có điều nghiên, chẳng có tỉnh táo, cứ ký. Rồi bây giờ ra tòa thì mới đổ thừa là tại vì thiếu chuyên môn, tại vì là dưới là báo cáo không có đúng mà không có điều nghiên kỹ. Sao lúc đếm tiền thì đếm kỹ thế? Mà lúc ký thì không coi cho nó kỹ vào. Thì thưa anh chị em, không chè chén say sưa. Rượu làm vui lòng người. Paulo bảo uống một chút rượu cho nó ấm bụng, ấm lòng chiến sĩ có thì được tốt thôi. Nhưng mà chè chén say sưa đánh mất hết cái con người của mình. Rượu vào lời ra, biết bao nhiêu cuộc nhậu đám cưới thành đám ma chỉ vì uống vào xong rồi thách đố nhau, tự ái nổi lên rồi đập thuê chém mướn rồi giết nhau chỉ vì rượu. Rồi biết bao nhiêu người chết tài xế uống rượu lái xe. Không những mình chết mà còn gây ra tai họa thảm khốc cho biết bao nhiêu hành khách đằng sau nữa. Vì thế mà thưa anh chị em và thưa các bạn, hôm nay ngày cuối năm, nghe lại lời Chúa nhắc nhở mình. Đừng chè chén say sưa và lo lắng sự đời quá. Có những người suốt ngày lo lắng cơm áo gạo tiền. Thôi thì người ta nghèo, người ta lo cái chuyện đó rồi cũng đành đi. Mình cả tiền tỷ tỷ trong tay mà lúc nào cũng lo cách nào đó để mình kinh doanh có thêm được 100 tỷ, cách nào đó kinh doanh để có thêm được 1000 tỷ, cách nào đó để có thêm được chiếc xe hơi mới, có được 1 chiếc thì 2 chiếc, 3 chiếc, có được căn nhà lầu này thì lại muốn biệt thự kia, có một biệt thự kia muốn biệt phủ nọ. Suốt ngày lo lắng sự đời, rồi lo tranh hơn tranh thua, rồi lo kiếm chức kiếm quyền. Ở ngoài đời người ta đã như vậy, trong đạo mình cũng cứ lo lắng đem sự đời vào trong sự đạo. Rồi đi tu mà cũng không thoát được, không thoát được nợ trần, không thoát tục được, cũng cứ lo lắng sự đời, kinh kệ, phụng vụ các thứ, mình làm sao cho nó chỉnh chu, cho nó nghiêm trang, cho nó đàng hoàng, cho nó sốt sáng, cho nó có hồn. Lo cái đó đi. Mình lo sự đời quá nhiều, đi lo xây cất, đi lo xin xỏ, đi lo quan hệ ngoại giao, các thứ nó quá nhiều, làm cho đời sống nội tâm của mình nó bị loãng đi. Đừng chè chén say sưa mà lo lắng sự đời quá. Kiểu cái lưới ụp xuống không biết lúc nào, có biết sống chết lúc nào đâu. Virus corona nó đến cỡ đó mà còn chưa tỉnh ra mà. Thấy không? Cỡ đó đó, không biết sống chết lúc nào đó. Đang cười cười vậy chứ đi thử cái này dương tính là xong phim mà cũng cứ vậy lo lắng sự đời. Cứ lo lắng, chỉ có một điều duy nhất
Chúa nói, tiên vàng hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước. Lo lắng là lo cái đó. Tìm kiếm nước Thiên Chúa trước còn mọi sự người sẽ ban cho sau. Điều ưu tiên số một của anh chị em mình ngày hôm nay là loan truyền lòng Chúa thương xót. Cho nên chúng tôi đang cố gắng để một cái máy mới nhất với những nội dung mới nhất được phát hành trong trước Noel, để anh chị em có một cái máy mới để đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Máy này gồm những lời Chúa mỗi ngày, chuyện đạo, chuyện đời và sống đúng, sống đẹp. Ba chuyên mục đó, ba trong một, trong cái máy loan truyền lòng Chúa thương xót. Ta vẫn gọi là cái đài, ngoài Bắc gọi là cái đài, mà chúng tôi mạo muội dùng chữ radio lòng thương xót Chúa. Đó. Thì thưa anh chị em, mình lo cái đó đi. Lo cái đó đi. Sẵn sàng tặng không biếu không cho những anh chị em nào có nhu cầu để loan truyền lòng Chúa thương xót. Và Đức Maria là người mà nói với Chúa rằng lạy Chúa, điều mà Chúa muốn, khi Chúa muốn và như Chúa muốn, làm cái điều đó theo ý của Chúa. Vì Chúa muốn loan truyền lòng Chúa thương xót. Chúa muốn mọi người nhận biết lòng Chúa thương xót. Chúa muốn là mỗi người tín hữu hãy sử dụng tất cả những phương tiện trong tay để loan truyền lòng Chúa thương xót. Phần thiếu sót còn lại, chính Chúa sẽ là người bù đắp. Cuối năm ngồi tính lại, một năm qua 30.000 cái máy đã được gửi tặng cho anh chị em. Máy 300 bài giảng, 30.000 cái để gửi đến trong nước cũng như ngoài nước. Thưa anh chị em, đó là Chúa muốn. Và chúng tôi làm điều Chúa muốn. Rồi sắp tới Chúa cũng muốn làm tiếp, lại làm. Chúa cứ muốn là con chiều à. Để sau này Chúa sẽ chiều cái điều mà mình muốn. Dĩ nhiên và hợp với Chúa. Mình chỉ muốn những điều Chúa muốn thôi mà. Có phải sướng không? Tại sao ta cứ bắt Chúa muốn điều con muốn mà không muốn điều Chúa muốn? Rồi xong. Amen, ta để đi ngủ. Muốn sao thì Chúa muốn, sao thì con chiều. Chúa muốn sao cũng được. Sướng không? Sướng quá chứ. Phải không? Lo lắng quá, bạc đầu đi rồi. Ăn không ngon, ngủ không yên. Đếm tiền vất vả quá, nó kiếm tiền vất vả quá. Tiêu tiền mệt quá rồi giữ tiền còn mệt hơn. Lúc mà mất tiền với hết tiền nó còn khốn khổ hơn nữa. Thôi, để Chúa muốn đi. Bao nhiêu tín hữu đã sống như thế trong khi cầu nguyện. Họ không giận dữ vì ngày của họ đầy những vấn đề, nhưng họ đi gặp thực tại và biết rằng trong tình yêu khiêm tốn được dâng hiến trong mọi hoàn cảnh, chúng ta trở thành dụng cụ của ơn Thánh Chúa. Hiệu quả của kinh nguyện. Kinh nguyện biết làm dịu bớt những lo lắng, Đức Thánh Cha nói. Kinh nguyện biết làm dịu bớt những lo lắng, biết biến lo lắng thành một thái độ sẵn sàng. Biến lo lắng thành một thái độ sẵn sàng. Đức Trinh Nữ Maria trong khoảnh khắc truyền tin đã biết xua tan sợ hãi. Tuy mẹ linh cảm lời thư xin vâng ấy sẽ mang lại cho mình những thử thách rất cam go. Biết linh cảm được chuyện đó nhưng vẫn chấp nhận xin vâng. Nếu trong kinh nguyện chúng ta hiểu rằng mỗi ngày được Chúa ban là một lời mời gọi, thì khi ấy chúng ta sẽ mở rộng con tim và đón nhận tất cả. Chúng ta sẽ học cách thưa, lạy Chúa, điều mà Chúa muốn. Con chỉ xin Chúa hứa với con rằng Chúa sẽ hiện diện trên mỗi bước đường của con. Được, những gì Chúa muốn. Nhưng xin Chúa hứa với con rằng Chúa hiện diện trong mỗi bước đường của con. Mẹ Maria đồng hành trong kinh nguyện, chọn cuộc sống của Chúa Giêsu cho đến cái chết và sống lại. Và sau cùng mẹ đồng hành trong những bước đầu tiên của giáo hội sơ khai, công vụ tông đồ. Mẹ cầu nguyện với các tông đồ trong nhà tiệc ly khi cửa đóng kín vì sợ người Do Thái. Mẹ cầu nguyện với các môn đệ để vượt qua thập giá như cớ vấp phạm. Mẹ cầu nguyện với Phêrô, người đã chiều theo sợ hãi và đã khóc vì hối hận. Mẹ Maria ở đó giữa những người nam nữ mà con của mẹ đã kêu gọi họ họp thành cộng đoàn của Chúa. Mẹ cầu nguyện với họ và cho họ. Và một lần nữa, kinh nguyện của mẹ đi trước tương lai sắp diễn ra nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần.
Mẹ trở thành mẹ Thiên Chúa và nhờ Thánh Linh trở thành mẹ giáo hội. Sách Giáo Lý giải thích rằng trong niềm tin của nữ tỳ khiêm tốn, hồng ân của Thiên Chúa tức là Thánh Linh tìm được sự đón nhận mà ngay từ nguyên thủy Chúa đã chờ. Chúa đã chờ ngay từ lúc ban đầu, Chúa đã chờ và Đức Mẹ là người thực hiện điều mà Chúa muốn đó, sự chờ đợi đó nhờ Chúa Thánh Thần. Nơi Đức Trinh Nữ Maria, trực giác tự nhiên của nữ giới được đề cao nhờ sự kết hợp rất đặc biệt với Thiên Chúa trong kinh nguyện. Vì thế, khi đọc tin mừng, chúng ta nhận thấy rằng đôi khi mẹ dường như biến mất, rồi lại tái xuất hiện trong những lúc quan trọng. Chính tiếng nói của Thiên Chúa hướng dẫn tâm hồn và những bước đường của mẹ, nơi cần có sự hiện diện của mẹ. Chúa hướng dẫn mẹ nơi cần có sự hiện diện của mẹ. Ví dụ, ở tiệc cưới Cana, trong ngày Chúa Giêsu làm phép lạ đầu tiên, qua đó Chúa biểu lộ vinh quang của Ngài. Hoặc trong giờ tối đỉnh dưới chân thập giá, hiệp với con Chúa trong đau khổ và yêu thương. Này bà, này là con bà. Này con, này là mẹ con. Cho nên mình thấy Chúa luôn đồng hành, nhưng mà sự hiện diện của mẹ Maria luôn luôn mẹ có mặt trong những lúc mà cá nhân cũng như cộng đoàn thấy sự cần thiết của mẹ. Và khi thấy sự cần thiết của mẹ thì Chúa sẽ sai mẹ đến với chúng ta. Cái điểm hay là cái đó. Dù mẹ thương chúng ta, mẹ muốn đến nhưng Chúa bảo chưa, đợi tí, mẹ vẫn đợi. Dù mẹ không muốn đến nhưng Chúa bảo cứ đến với nó đi, mẹ cũng sẽ đến. Mẹ Maria cầu nguyện từ mọi biến cố. Đức Maria ân cần lưu giữ tất cả những điều ấy và suy niệm trong lòng. Luca chương 2 câu 19. Thánh sử Luca đã mô tả như thế về mẹ của Thiên Chúa. Tất cả điều ấy xảy ra quanh mẹ đều có một phản ánh sâu xa trong thẳm sâu tâm hồn của mẹ. Những ngày đầy vui mừng cũng như những lúc rất đen tối. Cả khi mẹ cảm thấy khó hiểu ơn cứu chuộc phải đi qua con đường như thế nào, tất cả đều kết thúc nơi tâm hồn mẹ để được sàng qua kinh nguyện và được biến đổi nhờ kinh nguyện, dù đó là lễ vật của các đạo sĩ hay là việc phải chạy trốn sang Ai Cập. Cho đến thứ sáu tuần thánh khủng khiếp, tất cả đều được mẹ Maria giữ và mang vào trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa, tức là trong kinh nguyện. Có người đã ví tâm hồn mẹ Maria với một hạt chai rạng người khôn sánh, được hình thành và đánh bóng nhờ kiên nhẫn đón nhận thánh ý Thiên Chúa qua những mầu nhiệm Chúa Giêsu mà mẹ suy niệm trong kinh nguyện. Thật là đẹp, Đức Thánh Cha kết luận, nếu chúng ta có thể giống mẹ chúng ta một chút thôi, các bạn trẻ. Thật là đẹp nếu chúng ta có thể giống mẹ chúng ta một chút. Ngày hôm nay mình sống nhiều khi hời hợt quá, mình sống yêu cuồng, sống vội quá, mình sống theo gọi là fast food, thức ăn nhanh, cái gì cũng ào ào, mà không có điểm dừng, không có điểm nhấn để nó lắng, để nó sâu, để chiêm ngắm, chiêm niệm, tạ ơn Chúa. Năm vừa rồi mà chúng ta sắp kết thúc đây là thời gian để dừng lại. Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, là dừng bước giang hồ. Bánh xe quay nhanh nhanh, chiếc thân xe rung rinh, dìm trong làn cát trắng, mình dừng bước giang hồ. Chiều nay lữ khách tân 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 tân. Bài dừng bước giang hồ. Một năm vừa qua, các bạn trẻ chúng ta có dịp dừng bước giang hồ, dừng lại như mẹ Maria để lắng lại tất cả mọi biến cố trong cuộc đời riêng của mình và nhìn thấy những biến cố trên thế giới, biến cố lớn, khủng khiếp như là virus corona, như là hỏa hoạn, như là động đất, vân vân, và những biến cố trong đời sống gia đình của mình, bạn bè, anh em, bà con, những biến cố công ăn, việc làm, sự nghiệp, việc học hành, hay là thi cử, hay là những dự án, dự định sắp tới.
Các bạn dừng lại đi. Dừng lại. Dừng thì mới đứng vững được. Chạy làm sao mà đứng vững được. Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để có sự đủ sức thoát khỏi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Láo nha láo nháo chạy hoài, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Các con hãy đứng ngẩng đầu lên vì ơn cứu độ đã đến gần. Phải đứng, muốn đứng vững thì phải chậm lại để tập trung năng lực trong kinh nguyện. Nhìn lại một năm vừa qua, những cái gì là thất bại, những cái gì là thành công, những cái gì mà chưa làm được, những cái gì mà mình sắp làm, bạn nhìn lại hết đi. Rồi nhìn lại những tương quan của bạn với người yêu, với bạn bè, với những người đồng nghiệp, với hàng xóm láng giềng, với những người trong ca đoàn, với những người trong cộng đoàn. Nhìn lại đi, để suy đi nghĩ lại trong lòng, tức là để nói chuyện với Chúa về những cái chuyện đó. Đức Maria suy đi nghĩ lại trong lòng, có nghĩa là Đức Maria nói với Chúa trong kinh nguyện của mình những biến cố xảy ra, để đọc được những biến cố đó trong ánh sáng mà Thiên Chúa soi cho mình trong kinh nguyện. Cứ chạy đi hỏi người này người kia, toàn thầy dùi không, nói lung ta lung tung, nhất là bói toán rồi bói cúng thì quả đủ thứ hết, rồi tìm trên mạng đủ thứ, đọc lung tung chẳng biết cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là thật, cái nào là giả, hoảng loạn hết, hoang mang hết, bối rối hết. Dừng lại trong ánh sáng của Chúa, trong chuỗi kinh lòng thương xót, dìm mình vào đại dương lòng thương xót. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nghiệm ra ân tình Chúa bao la. Dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, lắng lại để đọc tất cả những biến cố đã xảy ra trong năm vừa qua, tất cả những mối quan hệ, tất cả những thành công thất bại, tất cả những đau thương vui giáng sướng, trong ánh sáng của lòng thương xót Chúa, để chúng ta chuẩn bị ngày mai bước vào năm mới, mùa xuân mới của giáo hội, trong bình an vui tươi, hy vọng trời mới đất mới bắt đầu mở ra của những người luôn luôn lạy Chúa Giêsu, còn tín thác vào Chúa. Amen. Tuôn trào, nước đã tuôn trào từ thánh tông Chúa Giêsu, như thác nguồn thương xót chúng con. Chúa đã hiến thân mình để chuộc tội mọi lỗi chúng con. Chúa đã hiến thân mình đến khi lễ xóa tội chúng con. Tuôn trào, nước đã tuôn trào từ thánh tông Chúa Giêsu, như thác nguồn thương xót chúng con. Ôi bi tích diệu hiền, thật nhiệm màu ai duy thấu được. Ôi bi tích diệu hiền mà Chúa đã hiến tặng chúng con. Kinh lạy máu nước đã tuôn trào từ thánh tông Chúa Giêsu, như thác nguồn thương xót.